Dạ, ưu điểm của em á thì hay đi nhậu nhiều ạ. Ưu điểm mà nhậu nhiều nha. Ai mà tới tán em là em cũng lơ đi hết trơn. Lý do? Mình chưa có gặp mặt á, tự nhiên người ta biết số mình xong rồi người ta làm quen nên em không thích vậy. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Mời em ngồi. Quá dữ. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Quyền Linh ạ. Và xin chào tất cả quý vị khán giả có mặt trong chương trình quay ngày hôm nay ạ. Chào bạn. Xin tự giới thiệu, em tên là Trương Thị Thủy Tiên. Năm nay 26 tuổi, hiện đang làm giáo viên công tác tại trường trung học cơ sở Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước ạ. Dạ, quê em ở Bình Phước ạ. Bình Phước, rồi dạy tại Bình Phước luôn. Dạ. Hôm nay xuống đây tham gia chương trình. Dạ. Rồi, mời bạn nam. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Lý Trực Thể. Em làm nghề gì thế? Dạ, em làm nhân viên kinh doanh sổ số Vietlott. Bao nhiêu tuổi em? Dạ, 31 tuổi chị ạ. Dạ, em sinh ra lớn lên Đồng Nai và đang làm việc ở Sài Gòn ạ. Thấy cầm cây đàn, hát bài luôn. Hay quá. Sơn tụ luôn. Ánh mắt yêu thương, ta trao phút giây ban đầu. Cảm giác yêu nhau, cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi. Mình cùng chung lối nhé em người ơi. Anh sẽ bên em, ôm em những khi em buồn. Anh sẽ ru em, cho em yên giấc ngủ ngon. Những lúc cô đơn, anh luôn giữ em trong lòng. Dành trọn con tim nguyện trao đến em. Khi em bước đến bao nhiêu muộn phiền trong anh biến tan. Em như ánh sáng soi cho đường tình anh không sai lối. Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời yêu không oán than. Chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi. Em thấy hợp hợp đấy chị, em thích hát. Hả? Vậy hả? Dạ. Bạn nữ thích hát. Nhà trai nghĩ sao? Dạ bạn hát đi rồi mình sẽ đơn ạ. Dạ vậy thì để đáp lại bạn bên kia thì mình xin gửi anh Quyền Linh, chị Cát Tường, quý vị khán giả một ca khúc được mang tên Thuyền Hoa. Thuyền em đi trên sông trăng sáng, cưới nhau về ta giữa cội bụi. Trên sông dài thuyền hoa sông, bao cô nàng miền cưới xinh xắn. Lỡ trớn hơi cao đúng không? Bên đó đờn được đúng không anh Linh? Cũng được. Cũng được. Nhưng mà đôi khi đờn với hát nó cũng không đi chung với nhau. Đó. Bạn có những điểm mạnh và điểm yếu gì? Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình, hay giúp đỡ mọi người, biết lắng nghe và chia sẻ. Ai mà có chuyện buồn gì là cứ tới tìm em tâm sự. Rồi tới hỏi em có chuyện buồn thì em tâm sự với ai? Em giấu mình. Trời ơi, sao vậy? Bây giờ mình phải chia sẻ cho bạn trai mình để mình hết buồn, đúng không? Những cái điểm yếu của em là gì? Dạ, nhược điểm của em là rất là sợ ma, nhưng mà thích coi phim ma. Rồi vô đó lúc mà con ma xuất hiện sợ quá là làm gì? Dạ, che mắt lại cho nó đi rồi coi tiếp. Vậy thôi, đi coi phim ma làm chi? Đi coi phim ma mà thay cái con ma che mắt lại coi phim ma làm chi? Rồi cô giáo cũng dễ thương, năng động, hòa đồng. Tại sao lại chưa có bạn trai mà phải nhờ tới chương trình? Ai mà ví dụ muốn mà tới tán tỉnh hay gì đó với em là em phải đầu tiên em phải nhìn cái chân trước. Chân sao em? Dạ. Ai mà mang dép tổ ong mà cái màu vàng vàng à, rồi chân mà không được sạch lắm, em thấy như là không được tôn trọng á, nên là em phải nhìn cái chân trước. Bên chân kia sao anh Linh? Cái chân đen thùi lôi, thấy mà ghê. Chút tôi bắt lột chân tôi kiểm tra đó nha. Nhưng mà em ơi, tại sao vậy? Cái người ta mang vé tổ ong mắc mới gì không thích người ta em? Tán tỉnh bạn gái thì trước hết mình phải tôn trọng, ăn mặc cái chỉnh chu một chút xíu Thì người ta ăn mặc chỉnh chu được rồi, cái chân liên quan gì? Nhưng mà nó sao sao Nói chung là cái chân mới quan trọng. Rồi sao nữa? Cái bàn tay thì được, đừng có để móng tay, móng tay nhìn ghê. Trời ơi, chết rồi. Có một cái móng dài một thước mấy. Hả? Rồi, bây đó nãy giờ ta đưa ra những cái ưu điểm, khuyết điểm rồi. Mình nói luôn đi cho bên kia biết luôn. Dạ, ưu điểm của em á thì hay đi nhậu nhiều ạ. Ưu điểm mà nhậu nhiều nha. Cái đó chắc ưu nhọt. Rồi, ưu điểm gì nữa? Từ nhỏ đến lớn em là gọn gàng, sạch sẽ, quần áo ngăn nắp, nấu cơm, giặt đồ, rửa chén em tự lập từ nhỏ. Bây giờ mình có tật xấu gì không? Em cũng hay nói, về nói một lần không nghe lượt ai, rồi xong rồi tự em dọn luôn.
đó không phải tật xấu đâu. Rồi. Bây giờ mình tìm người bạn gái thế nào nói luôn. Chung ai nhìn thấy được là ba mẹ em thấy được là em cũng được rồi. Tại vì em cũng không quan trọng lắm ạ. Ví dụ ba mẹ em nó không được thì sao? Không, bây giờ quen ai giờ mẹ cũng không cấm ra. Thì quan trọng là do em đúng không? Dạ. Rồi bây giờ tới bạn gái. Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ chưa. Chưa? Chưa hẹn hò lần nào? Dạ chưa luôn ạ. Vậy là cái đương nhiên chưa hôn luôn rồi. Dạ chưa. Ủa tại sao vậy? Ai mà tới tán em là em cũng lơ đi hết trơn. Lý do? Chưa, mình chưa có gặp mặt á, tự nhiên người ta biết số mình xong rồi người ta làm quen nên em không thích vậy. Nhưng mà mình có thích đàn ông không? Dạ có. Có hả? Muốn tìm người đàn ông như thế nào? Dạ muốn một người cũng phải cao một chút, tại vì em lùn cho nên phải cho đời con em nó cải thiện được chút xíu. À. Đừng có hói đầu. Thử này được không? Dạ được. Mũm mĩm nhưng đừng có bụng phệ. Em không thích người nào mà ốm quá, nhìn không có sức sống, không có đủ khả năng bảo vệ bạn nữ. Ví dụ giờ móng tay anh để dài rồi sao? Giờ làm sao? Dạ về cắt đi. Anh không chịu cắt thì sao? Lén lén cắt. Đôi khi mình khó quá, mình kén chọn quá đó, mình gọi là mất nhiều, rất nhiều cơ hội nha. Dạ. Oh. Đâu đâu để tôi kêu anh cởi dài, tôi coi cái chân coi. Dạ em chào chị ạ. Mang chi bích kính dữ vậy? Bình thường là mang dép tổ ong không mà đúng không? Sao chị biết hay vậy chị? Đúng luôn hả? Dạ. Thiệt luôn hả? Dạ. Cởi ra cho tôi chiếc dài tôi kiểm tra coi, lẹ lên. Không, chân này sạch nè, mới cắt hả? Dạ sao chị biết vậy? Ủa cái gì cũng đúng luôn hả? Dạ. Ôi trời ơi, không được rồi. Dạ em đẹp, em phải đánh đàn chị. À, bên một bàn bên này thì cũng cắt mà đều vẫn có dính đất chút đỉnh. Rồi bên đây thì là để đánh đàn. Dạ. Cổ cũng thích hát. Dạ. Biết đâu mình dụ cổ thôi, để anh để cái bàn tay này anh đàn cho em hát, biết đâu người ta cũng ưng. Dạ em sẽ cố gắng chị ạ. Cái mặt anh này tôi thích ghê, mặt anh vui vui ha. Anh cười coi. Cười. Dạ. Có ba lúng đồng tiền nha, mặt này cũng đẹp trai lắm mà. Thôi được rồi, mang dài vô đi, chút xíu gặp nhà gái. Được nhớ rồi. Nhớ thuyết phục cái vụ nha kia nha. Được được. Trời ơi dễ thương lắm em ơi. Bây giờ cho gặp người nhà đi. Mình đi có ai đi theo không? Dạ có mẹ em ạ. Dạ chào chị cô Cát Tường. Dạ bạn trai bên bển sao cô? Nói chung là cái tiêu chí thấy được. Nè em trai chào bác gái đi. Dạ con em. Chào cô ạ. Cô cứ yên tâm đi, nếu như mà con mà mới quen được đi con gái của cô ở đây á, thì con dám hứa nhưng mà con sẽ cố gắng yêu thương giống như cô yêu thương con gái của cô vậy đó. Cô có một câu hỏi hỏi con. Dạ. Nếu mà giờ con gái của cô nó còn yêu nghề mà nó ở trên xa đó, con có chấp nhận cho là vợ con ở trên đó dạy học còn con vẫn ở dưới đây cuối tuần con về như vậy, hay là con phải bắt buộc là con của cô phải về đây ở nhà trọ? Dạ không ạ, quen là tin tưởng, nếu như có thì con sẽ tình nguyện con đi xuống dưới đó rồi xong con sẽ về ạ. Chứ là sẵn sàng tới nơi luôn á. Hôm nay lực lượng nhà gái rất là đông đảo luôn. Nhà gái đâu, đưa tay lên. Trời ơi, ơi. Đi cả xóm luôn hả cô? Dòng họ. Dạ. Nội dạ. Ngoại. Nội ngoại đây ai lớn nhất nào? Dì ba. Bà đó bà hàng xóm bà đi. Rồi cho bà họ nói câu coi. Thằng trai dạ. Thì được không? Thấy cháu trai như vậy đó là cũng được lắm. Cảm ơn. Nhà trai đâu? Rồi, dạ, trai em đi xếp với mấy bạn trong công ty ạ. Con chào chú Quỳnh Linh, chào cô Cát Tường. Em chào chị, chào bên phía nhà gái. Việc mà nếu như tiến tới hôn nhân với nhau á, mà có muốn một người ở trên Bình Phước, một người dưới Sài Gòn, thì bên con có thể tạo điều kiện là cho anh Thể lên phát triển thị trường trên Bình Phước để cho hai người hỗ trợ tạo dựng mối quan hệ tiến lên lâu dài. À, nhưng mà bạn dạ. Nhìn thấy nhận xét bạn gái bên đây như thế nào? Dạ, được đấy anh. Rồi, cảm ơn. Bây giờ mình chuẩn bị sao? Anh Thể mà không đưa được chị nào về thì tháng này anh đừng nhận lương nữa. Chết trời ơi, áp lực chưa? Em cố gắng đừng để anh mất tháng lương tội nghiệp anh em. Kéo mà. Vậy chắc không phải cố gắng à. Cố gắng, cố gắng. Dạ. Chào anh. À, ủa nãy giờ ở đâu tôi không thấy bóng dạ, bóng này giờ thì lòi em tặng cho anh Quyền Linh. Trời ơi. Hai cháu ở nhà em mới làm tới thì. À, tặng cho hai cháu hả? Dạ. Quan tâm tới con tôi dữ ha, cảm ơn nhiều nha. Dạ, cái này anh trước khi gặp mặt anh có quà tặng em ạ. Cảm ơn ạ. Cái này là bạn Thể làm á hả? Dạ. Chú cha hay quá nha. Đây là một người rất là tỉ mỉ. Này cất đem gì cho con coi. Em thấy anh cũng vui vẻ, hoạt bát, biết đánh đàn. À, cũng được. Hai má lúng đồng tiền đó, đẹp trai không? Mắt to giống sao? Hàn Quốc. Anh thấy em như thế nào ạ? À? Thì nói chung anh không tưởng tượng ra được, em quá là dễ thương rồi. Dạ anh cảm ơn. Anh Hò như thế nào? Lên Bình Phước gì đó làm sao, nhắm lên tuần lên mấy lần. Nếu như công việc em sắp xếp được, nói chung thì em thấy nhớ thì em sẽ chạy lên ạ. Em không biết vậy. Giờ dứt như nào mình sao công việc em xong rồi em sẽ xuống xếp em sẽ lên.
cũng khá xa đó anh ạ. Không sao đâu em ơi. Nhớ là cứ đi thôi ha. Dạ. 2-3 giờ đêm nhớ đi luôn. Dạ vẫn bình thường em. Nếu như mà em cho anh sẽ đi. 2-3 giờ đêm em chịu gặp anh đi liền. Rồi, thôi chuẩn bị bấm nút các bạn. Để tay vào nút bấm đi bạn. Đây là giờ phút mình suy nghĩ thật kỹ để quyết định một cái chuyện rất hệ trọng. Bấm nút có nghĩa là đồng ý hẹn hò với nhau. Có mẹ, có cả gia đình, có cả hàng xóm, có cả những anh em đồng nghiệp mình đang chứng kiến và bao nhiêu người đang xem mình qua truyền hình. Suy nghĩ. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Hết thời gian. Em bấm mà nó không được. Từ từ em đừng nóng. Nghe nói hết thời gian, em bấm mà nó không vô. Rồi, nắm tay đi bạn. Nắm tay đi cưng. Xin phép mẹ hôn gái mẹ nha. Rồi, dạ thôi được. Quy định của chương trình. Cô phép, xin phép à. Đó, mẹ đồng ý rồi. Má cho rồi. Cặp này là cưới lẹ rồi. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Gửi tặng các bạn. Cảm ơn. Nhớ nha, nhớ báo tin vui cho chúng tôi nha. Bây giờ đủ bộ nè, có đàn, có vé số. Xin mời. Em thì chưa có mối tình nào chính thức cho nên em cũng không biết là không thích người phụ nữ ở điểm nào. Mà anh có thích phụ nữ không? Dạ thích. Hay suy nghĩ sâu xa về một cái vấn đề nào đó để cho mình hay lo sợ. Có trưởng phòng bên đây rồi khỏi sợ. Như vậy là ông Mai bà mối ngày hôm nay đã rất là thành công ở cặp đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ tiến đến cặp thứ hai xem như thế nào. Xin mời Hạ Màng. Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Mời em ngồi. Mời bạn nam. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, lời nói đầu tiên em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào anh bên ấy và chào quý vị khán giả. Em tên là Thu Hằng. Còn mấy tháng nữa là sinh nhật lần thứ 29 của em. Em sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm thiết kế đồ họa. Rồi, 29 tuổi làm thiết kế đồ họa. Mời bạn trai. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn gái bên kia và cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Văn Gọn, hiện đang làm trưởng phòng công tác ở một công ty chuyên phân phối và nhập khẩu máy điều hòa không khí. Quê em ở Vĩnh Long. Vĩnh Long hả Gọn? Dạ. Bao nhiêu tuổi? Dạ em năm nay 33 tuổi chị. 33 tuổi. Có mấy mối tình rồi Gọn? Em có một mối tình nhưng mà không chính thức, cách đây cũng khoảng hơn 4 năm rồi. Gọn có ưu điểm, khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là biết nấu ăn, biết làm công việc gia đình. Khuyết điểm của em thì chắc là do em hiền quá thôi. Gọn hơi hiền, cũng hơi nhút nhát. Bây giờ anh ấy ngồi bên đây anh rất là run. Nói nhỏ quá à. Đúng không Gọn? Dạ. Bây giờ thì cô gái bên kia cho chúng tôi biết rằng cô đã trải qua mấy mối tình rồi. Dạ, nếu mà nói về mối tình chính thức thì em chỉ có một mối tình thôi, nhưng mà cũng lâu rồi chị. Ưu điểm, khuyết điểm của bạn là gì? Ưu điểm của em thì em nghĩ là em biết nấu ăn, biết làm một số loại bánh như bánh lăng, bánh quy. Biết may vá, em thích may rèm cửa hoặc là áo gối cho nhà sử dụng á. Dạ. Dạ, em cũng hay trồng mấy cây rau nhỏ trên ban công á, để lâu lâu mình lên ngắm cảnh thì có khi nào muốn sử dụng thì hái mình ăn luôn. Hái trồng ăn luôn, rau sạch luôn. Dạ. Hay quá ha, coi như là nữ công gia chánh. Dạ. Đó là ưu điểm, còn có những cái khuyết điểm gì không? Khuyết điểm của em thì em nghĩ là đôi lúc thì em nói chuyện hơi thẳng tính á, nên là có thể làm mất lòng một số người. Cái khuyết điểm thứ hai là hay suy nghĩ sâu xa về một cái vấn đề nào đó để cho mình hay lo sợ. Có trưởng phòng bên đây rồi khỏi sợ. Trưởng phòng dưới tay mình có lính nhiều cô gái không em? Dạ, lính của em thì chỉ có nam thôi. Nam thôi hả? Dạ. Bao nhiêu nam? Dạ, khoảng 17-18 người. Mà giờ còn muốn kiếm một người bạn gái như thế nào? Thì em thì cũng không có đặt ra tiêu chuẩn gì quá cao cho bạn gái. Chỉ cần là bạn đó biết quan tâm và chia sẻ trong cuộc sống, yêu thương và quan tâm với mọi người là được ạ. Đơn giản, chiều cao, chiều thấp như thế nào không? Dạ, em cũng không có đặt tiêu chuẩn gì mấy về ngoại hình. Chà, cô gái bên này hơi cao á nha. Thế tiêu chuẩn bạn đặt ra tìm người bạn trai như thế nào? Dạ, nếu mà càng cao thì càng tốt chị. Bạn cao bao nhiêu? Dạ, em cao 1m67 ạ. 1m67? Chà, vậy anh bên kia phải tầm 1m70 đổ lên ha. Hơn.
Hơn không? Bên đây chín mấy rồi. Để... cái gì? Đứng bên ghế á. À, bạn hình dung ra ngày hôm nay bạn gặp cái người bên kia như thế nào? Có thể là một anh nhìn đâu có đôi mắt hiền, nhìn chất phác, nói tính tình thì điềm đạm, mà nói chuyện thì gần gũi bình dân. À, em thích những mẫu người như vậy. Điều gì bạn không thích ở người bạn trai? À, em không thích là bạn nam đừng có keo kiệt quá, với lại đừng có cọc cằn quá. Ví dụ như có chuyện gì á, thì mình nói chuyện nhỏ nhẹ để giải quyết, chứ đừng có la lối hay là quát tháo, thì em rất là sợ. Anh này không có cọc cằn, không có la lối đâu em. Nếu mà được thì bao lâu thì em tiến tới hôn nhân được? Dạ, cái thời gian thì nó không quan trọng. Quan trọng là mình cảm thấy tình cảm đủ lớn để tiến tới hôn nhân là được chị. Rồi, được rồi, để kia qua thì coi anh kia coi. Đàn gái qua coi mặt đàn trai. Chào chị. Rồi, chào anh. Dạ. Thì phía anh thì bao lâu nữa thì anh sẽ tiến tới hôn nhân được? Theo em thì khoảng 1 năm. Còn vấn đề còn lại là tùy thuộc vào hai người tìm hiểu. Anh hình dung cô bên này như thế nào? Có đáp ứng được những cái yêu cầu mà anh đang muốn tìm kiếm không? Nghe giọng nói thì em cũng hình dung được, thì cô bên đó cũng chững chạc, hiền. Có điều gì anh không thích ở người phụ nữ đâu? Em thì chưa có mối tình nào chính thức, cho nên em cũng không biết là không thích người phụ nữ ở điểm nào. Mà anh có thích phụ nữ không? Dạ thích. Trả lời nhanh, không cần suy nghĩ. Ok, vậy được rồi ha. Trong 1 năm có thể tiến tới hôn nhân được ha. Anh bên đây cũng rất là chân thành, giống như những gì mà bạn gái đề ra. Ồ, dạ. Chào em. À, một chàng trai miền Tây rất chất phác, nhẹ nhàng, dịu dàng. Dạ, em thích. Thích hả? Thích. Em thích. Anh này làm trưởng phòng nha, bản lĩnh lắm. Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Bạn gái hôm nay mình có đi với ai không? Dạ, em đi với mẹ, dì và hai em ạ. Ồ, có mẹ dì nữa ha. Dạ. Dạ, chào cô. À, chào Quyền Linh, chào Cát Tường và chào quý vị khán giả. Dạ. Dạ, cô nhìn thấy bạn trai bên kia như thế nào ạ? Cô thấy thì cái bạn trai bên đây có vẻ là chín chắn, điềm đạm, thấy cũng có vẻ là tin tưởng được á con. Mẹ thấy vậy đó. Cô có muốn gì hỏi con rể tương lai mình không? Chỉ hỏi một câu là nhà con có đông anh em không? Dạ, nhà con thì có 3 anh em trai. 3 anh em trai không hả? Dạ. Con thứ mấy? Dạ, con ở giữa. Ở giữa hả? Dạ. Nhà cô thì còn có mình với Hằng thôi. Tự vì anh nó có gia đình thì cũng sống riêng rồi, có mình nó ở với cô thôi. Cái chuyện mà bếp núc mà dọn dẹp nhà cửa thì nó cũng chu đáo lắm. Nó ngay là nó cũng hiền, người tánh nó hơi bướng một chút thôi, nhưng mà không sao hết á. Khi mình nó bướng lên con bỏ đường vô là nó hết rồi. Hay quá, mẹ chỉ đường hay quá. Thấy chưa, có người chỉ đường đi nước bước luôn. Nói gì với cô anh đi. Trai nói gì với cô đi. Dạ thì lần đầu tiên gặp mặt thì con cũng xin phép cô cho hai đứa con được có cơ hội để tìm hiểu. Rồi nếu mà hợp nhau thì sẽ tiến xa hơn ạ. À, cô cũng mong vậy, tự vì chương trình mà sắp xếp cho hai đứa lên đây cũng là cái duyên của hai đứa rồi. Thôi bây giờ hai đứa thì cố gắng ha. Dạ, con cảm ơn cô. Rồi, cảm ơn cô. Hay quá. Em đi với ai? Dạ, em đi với em gái của em. Em gái? Em ruột hả em? Dạ, em họ. Dạ, chào cô Cát Tường, chào chú Quyền Linh. Dạ, rồi, chào mọi người có mặt trong trường quay ạ. Em chào chị. Em chào em. Dạ, anh ba thì ở nhà rất là hiền, hiền lắm luôn. Được cái là anh rất là chu đáo với lại quan tâm mọi người xung quanh. Thì em thấy anh với chị cũng hợp. Cảm ơn em. Chị cũng dễ thương lắm. Rồi, như vậy là được rồi. Thôi mình kéo màn lên đi. Rồi, kéo màn lên. Tất cả mọi thứ mọi người đã hướng dẫn hết rồi, ủng hộ hết rồi. Ăn thua hai bàn thôi. Kéo màn. Lần đầu tiên gặp mặt thì anh có món quà tặng em. Em cũng có món quà muốn gửi anh. Thôi, ta trò chuyện với nhau đi các bạn. Em thì có thích đi du lịch không? Dạ có ạ. Em thích đi mấy chỗ mà nó thiên nhiên mộc mạc này nọ thì em thích hơn. Thường cuối tuần thì em nghỉ thì em làm gì? À, cuối tuần thì nếu mà em rảnh thì em hay đi uống cà phê với bạn. Còn không thì đi mấy chỗ ở ngoại thành á. Có thích đi xem phim không? Dạ có. Cảm nhận về nhau đi. Lần đầu tiên mình kéo cái màn lên, mình gặp và mình thấy đối tượng bên kia giống như, có đúng như cái mình mong muốn, cái hình dung của mình nãy giờ không? Cũng giống ạ. À. Em thấy anh cũng rất là hiền, nhìn cũng chất phác, giống mẫu người em tìm. Cái cảm nhận rất là quan trọng. Hai bạn đứng lên đi. Hai bạn đi xích vào đây. Nào, hai người nắm tay nhau đi. Rồi, các bạn có 30 giây nhìn thẳng vào mắt nhau nha. Quan trọng là cảm nhận thôi, tất cả mọi thứ đã tốt đẹp hết rồi. Các bạn cảm nhận xem có phải là của nhau hay không. 30 giây. Đó. Truyền điện qua nhau chưa? Có điện gì chưa? Cảm nhận thế nào? Rồi, mình nói đi. Bạn trai nói đi. Bạn trai hiền quá thì bạn nữ nói gì đi. Em nghĩ là mình đã bao nhiêu năm qua mình không tìm thấy nhau, hôm nay mình đã gặp được nhau.
Em hy vọng là kể từ bây giờ mình sẽ cùng nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc. Nói đi bạn trai. Thì anh nghĩ thì mình cũng nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Rồi ông này ông nhát quá anh Linh rồi. Anh phải chỉ ổng vài chiêu sao. Này sao giống đám cưới luôn á ta. Bạn gái nói hay quá mà. Trưởng phòng mình mới nhìn thẳng vào mắt bạn gái. Tỏ tình một câu gì, có bạn gái nói hay quá mà em. Trời ơi, bữa nay anh gặp em tự nhiên sao tim em thế nào, em thế nào đó. Ủa có cái quà gì chưa tặng bạn gái hay gì bên đó vậy? Anh có cái... Đứng đây nói luôn đi. Quà cũng quên nữa hả? Dạ không quên chị, cái này là để phút cuối cùng, phút 89 vậy. Bây giờ 89 rồi đó, bây giờ là 89 rồi đó em. Thì cái này anh gửi tặng em thì... Cái gì vậy? Thì cũng mong là em chấp nhận. À. Ông nhát quá, ông không dám nói, ông phải viết ra sớm. Thôi được rồi. Được rồi, ngồi đi đi bạn. Dù có nhát nói không được mà viết ra được là cũng được rồi. Sao sau không 30 viết, giây luôn. Các bạn nhìn thẳng mắt nhau và cô gái đã đẹp nói điều ha. Gì hãy nhắm mắt lại tưởng tượng. Quan trọng là hai con tim cùng chung nhịp đập hay không. Chuẩn bị, chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Tất cả mọi thứ ngày hôm nay rất đẹp các bạn. Một ngày tốt lành, một hình ảnh rất là tuyệt vời, rất đáng nhớ. Và các bạn hãy có nhấn nút hay không. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Bây giờ nắm tay nhau được rồi đấy. Xin phép mẹ hôn bạn gái cái đi. Dạ con xin phép cô cho con được hôn tay em. Thấy trẻ nó hạnh phúc mà mình xúc động quá. Cô cảm thấy như thế nào cô? Mẹ đang rất là xúc động. Dạ, cô thấy, cô thấy thì cô cũng ưng tự vì cô thích thằng nó quen người lớn tuổi hơn chút. Cho dạ. Nó điềm đạm chín chắn. Chứ dạ. Tánh nó thì còn nít. Dạ. Đó. Vậy là vui cô ha. Dạ. Dạ, cô đồng ý. Cũng hy vọng là sẽ sớm nhận được thiệp báo tin vui từ phía gia đình. Rồi, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chính Thắng gửi tặng các bạn. Nắm tay nhau thật chặt nha, không buông nhau nha, ra nha. Đây con gà, 5 con gà. Rồi, dẫn nhau đi xem phim. Tư thế em ngủ rất là xấu. Rồi, để nằm ngang nằm dọc miễn sao tư thế em thấy thoải mái là em ngủ rồi. Chứ em không có phải chỉnh chu như con gái ngủ thường. Thôi hay để tay trước bụng hoặc là người ta để bên hông. Ngủ như giống thiên thần em không có. Là em ngủ giống ác quỷ rồi phải không? Rồi, mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, bây giờ hai bạn giới thiệu về mình đi, mời bạn trai. Dạ, em tên là Đặng Nhân Vô, cái nick em là Phi Hùng Nguyễn. Năm nay em 31 tuổi, là một người con sinh ra và lớn lên tại đất Hậu Giang. Nghề nghiệp là tài xế. Lái xe gì? Em lái xe khách 7 chỗ. Rồi ở trọ thôi. Có em làm tại quê luôn anh, sáng đi chiều về nhà. Mà ngày nào cũng đi hay sao? Nhầm bữa thì ngày nào cũng có, còn nhầm bữa thì hai bữa có lần. Rồi mấy cái khúc mà không có đi thì là ở nhà là rảnh hay là chạy vòng vòng ở Hậu Giang? Những không cái những ngày mà không chạy ở nhà làm việc nhà với mẹ, lau nhà, quét nhà, rửa chén. Trời ơi, giỏi dữ vậy ta. Rồi em gái giới thiệu đi em. Dạ anh chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh cùng toàn thể mọi người có mặt trong ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Ngọc Tươi, năm nay em 26 tuổi, hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại Đồng Tháp. Em đang làm nhân viên kinh doanh của VNPT bên mảng Vinaphone đó chị. À. Dạ. Cái điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em là em có khả năng thuyết trình với đám đông, em nói lớn, nói nhanh, em có khả năng hát. Dân miền Tây mình làm thử một khúc cải lương đi. Rồi vô. Anh ơi, nếu như mà thấy em hát hay quá thì cuối giờ nhớ bấm nút nha anh. Trời ơi, bà đã thính nữa, chưa gì hết trơn à. Dễ thương. Em ok chuyện đó đi. Mén rượu tiễn đưa nhớ dần nồng nàn khiến hồn em ngây ngất. Hương lửa yêu đương còn phảng phất đâu đây ngào ngạt chốn loan phòng. Từng sợi nhớ sợi thương theo mũi chỉ đường kim. Mong chàng được ấm lòng nơi miền quan tới.
rất ngọt, hơi xét chút gì rất ngọt. Cải lương thì em không có thuộc, nhưng mà giống như nhạc thì em... Hãy chơi lại bài đáp. Em xinh tươi trong chiếc áo bà ba, em đi mau kéo chế chuyến phà đêm qua bến Bắc Cần Thơ. Hai thôi, đứa cũng được nhau lắm. Vậy mình có cái điểm yếu gì không? Nhiều khi em nói nhiều, em nói nhanh, em nói mà người ta nói thôi mày gì xét lại đi, tua lại đi, em tua lại đi, em nói nhanh quá à, nghe không rõ. Cái em phải nói chậm lại, mà khi em nói chậm lại là em bị cà lăm. Từ thế em ngủ rất là xấu. Ngủ sao? Em ngủ một chân thì em ghét trên niệm, một chân thì em ghét vô tường. Có khi cái đầu em bay vô tường, cái chân em đạp trên niệm. Trời đất. Em nằm ngang nằm dọc miễn sao tư thế em thấy thoải mái là em ngủ rồi. Chứ em không có phải chỉnh chu như con gái ngủ thường. Người ta hay để tay trước bụng hoặc là người ta để bên hông, ngủ như giống thiên thần, em không có. Là em ngủ giống ác quỷ đó phải không? Anh trai, thí dụ em thấy một cô gái mà chân ngủ chân gác lên tường, chân này gác bên kia, chẳng hạn chứ hơi ngủ, thì em nghĩ sao? Cái đó mình ngủ chung mình thì mình gác dò xuống. Gỡ xuống hả? Dạ. Bây giờ tới bạn trai, những cái ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Cái ưu điểm của em thì dễ gần gũi và hòa đồng với các anh em bạn bè. Còn khuyết điểm của em thì em không biết nấu ăn mà nấu cũng dở lắm, chứ nó không có ngon lành gì hết á. Ăn được là được rồi. Xiên là được rồi, cãi nó. Dạ. Em gái, em muốn tìm một người đàn ông lý tưởng của em như thế nào? Tại vì em cao có 1m52 à. Cho nên là em muốn kiếm một người bạn trai là phải cao hơn em là 1m6 hoặc là 1m65 là cũng được rồi, không cần cao quá đâu, cao quá nhìn kỳ lắm. Bên đây là 1m52 luôn mà 40kg. Chết rồi. Sao chết? Gái đó giờ em có quen mối tình nào mà có chàng 1m52 chưa? Dạ chưa anh ơi. Em có hai mối tình. Một mối tình là sắp sửa đậu đại học vào đây, năm nhất đại học thì em thi đậu, nhưng mà bạn đó thì thi rớt. Cho nên là cái lòng tự trọng của một người đàn ông á, cho nên là bạn đó là không muốn tiếp tục nữa. Tự nhiên học dở hơn ta rồi còn tự nhiên bỏ người ta nữa. Thường thường con trai không có thích là con gái phải hơn con trai, cho nên là bạn đó quyết định là chia tay. Đó là mối tình chính thức. Còn mối tình thứ hai của em là không có công khai, nhưng mà tại vì nhỏ hơn em 2 tuổi á chị, thì cái suy nghĩ chưa chín chắn với công việc không ổn định nữa, nên gia đình cũng không có chấp nhận, cho nên là em quyết định là em dừng lại. Rồi bây giờ anh này anh 1m52 đó, giờ dừng hay tới? Dạ đến hồi mở rào em mới biết được. Mở rào mới biết đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. À, ngoài ra còn tiêu chí gì nữa em nói luôn để anh Linh dạ, Linh coi cam bên kia. Em không có chịu được mùi thuốc lá hả? Thí dụ có xăm mình thì xăm nhỏ nhỏ, xăm chỗ nào đừng có ai thấy là được rồi. Mình em thấy thôi thì được. Dạ. Người khác thấy là không cho. Bên đây cười nè, được không? Phải có chuyện gì khó khăn thì bên đây là anh bỏ không được, chứ mấy cái chuyện lẻ tẻ là nhầm gì em. Ồ, nhầm nhò vậy đúng không? Không. Ừ. Cái tật lớn đang bỏ được mà. Đúng rồi. Thuốc lá lẻ không được. Ừ. Có nhậu có hút thuốc không? Thuốc thì bạn bè mời em hút chứ em không có mua. Trời ơi. Khùng quá. Dạ. Còn rượu thì em không biết uống, nhưng mà bia thì em muốn 2 lon à chị, cái nói thiệt. Chết anh luôn. Ơi, anh có bụng phệ không anh? Hả? Có 40kg thì sao phệ em? Tại vì em cũng thích con trai bụng phệ lắm. Tại vì bụng phệ em thấy so so nó ấm. Hay à, con gái này hay à, để qua coi coi. Thích trai bụng phệ để làm gì? Dạ, tại vì trai bụng phệ thường thường người ta nói là tốt bụng lắm. Bụng phệ chứ. Đúng rồi. So so nó. Chính xác. Đầu tóc thì thích gì nữa không? Bình thường là được rồi, miễn có tóc là được không? Mấy người hói hói được không? Dạ, hói thì thông minh. Ừ, hay. Trời ơi, thiệt em gái số 1 luôn. Hói thông minh, bụng phệ tốt bụng, khoái cô này nha. Rồi bên kia làm sao? Bên kia thích cái mẫu con gái làm sao? Mẫu người bạn gái của em thì cũng không có chi cho quá, giống như cái người mà hâm mộ của em là Lâm Tâm Như được rồi. À, cái tiêu chí sao? Cao mắt mũi miệng đi chứ Lâm Tâm Như đây với không tới đâu à? Thì dạng mà nói ra cho nói mà hài kịch thôi chị, chứ đâu mà dữ vậy. Đúng rồi. Dạ. Chiều cao 1m52 đó gì cũng vừa với em ơi. Có cái gì em không thích ở người bạn gái không? Một là xăm mình, còn dù tóc đen ha, tóc vàng tóc đỏ ở đây không thành vấn đề. Em thích con trai hay thích con gái? Em là thích con gái. Hả? Dạ. Có mối tình nào chưa? Em hồi đó giờ cũng trải qua là cũng 2 mối tình chị. Mấy người đó quen em là người ta nghĩ về cái chuyện vật chất sao qua tiền bạc rồi không mà, chứ không nghĩ về cả hai trái tim. Chứ không phải tại vì em không có men nên ta chia tay hả? Em không biết nữa. Mà sao cái áo chật nít chị mà còn bận chi nữa, cứ kề sát vô lòi hai cái nó. Thấy không? Đứng thẳng lên, cứ ngắt luôn kìa. Bây giờ chừng nào lấy vợ? Hợp á, với nhau có duyên nợ thì khoảng 3 tháng trở lại được rồi. Chuẩn bị mọi thứ chưa? Thì đám cưới thì vàng, vòng, gà, vịt, heo, cuối.
Ngọc. Ừ. Vậy là làm có làm dâu không? Làm dâu chị. À, em đang sống với ai? Sống với mẹ. Mẹ khó không? Mẹ em dễ lắm. Rồi để chị hỏi bạn gái em làm dâu được không cưng? Dạ em làm dâu thì được chị. Tại vì em cũng biết nấu ăn, nói chung có đầy đủ gia vị thì em sẽ nấu được rồi. Vậy là tốt rồi, được, đồng ý. Đó, em nói gì nói đi. Sao sao em trai? Nói đi. Mới nói mà mày căng quá. Anh bảo vệ em. Dạ, anh cũng là luật sư vậy hả? Đúng rồi. Em ôm cái này coi, ôm món quà này vô coi coi. Trời đất ơi. Nổi dễ sợ không? Áo thì cẩm hường, cái con cá thì lỏ lòm. Đưa cái móng tay ra coi. Làm gì cái hai cái móng tay ông, cái móng tay tụi bà lớn. Ông đưa cái móng tay cái ông lên coi. Coi móng tay ông dài hơn móng tay các tường nữa. Để móng tay chi dài dữ vậy? Thứ nhất không có thời gian mà để em cắt. Với lại mà em cũng để nặng mụn được chơi. Trời đất ơi. Nặng mụn mà mình khỏi tốn coi cái nặng mụn. Đúng rồi. Trời ơi, trời trời. Mất vệ sinh quá đi. Sợ đâu, cứ nói em không có sợ chứ. Đúng rồi. Đúng ra người ta phải tặng hoa rồi cho bạn gái này kia chứ. Dạ, dạ có, mà cái hoa đó em mua dọc đường đó rồi nói với cái cô đó, đó bán cho chương trình hẹn hò. À. Rồi bà cô đó đưa toàn là ba cái bông mà cúng gì không mà không phải bông hẹn hò. Cô nào bắt bông hát đó. Vậy? Trời ơi, thiệt tình luôn, tội nghiệp nhỏ không? Thôi được rồi, nay em gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ với em trai. Dạ chào cô. Dạ chào anh Si Cát Tường và dạ. Chào anh Si Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Dạ em tên là Quỳnh Thị Hoa, mẹ của Ngọc Tươi. Và hôm nay mà em lên em thấy cháu bên đây thì cách hòa đồng sống thì em thấy vui vẻ. À, tài xế thường thường nói tài xế đi đây đi đó, cô thấy cũng sợ. Nói đi. Tài xế của người ta khác, tài xế nào khác bác ơi? Không, mà nãy giờ cô tiếp xúc với cháu thì cô nghe cháu nói thì cô thấy cũng hòa đồng. Dạ. Nói cũng vui vẻ, tính vui vẻ. Tại vì em thì em chịu, cha mẹ nhà chịu, tính vui vẻ, hòa đồng. Biết quan tâm xung quanh mọi người lẫn nhau. Thì em rất là vui. Rồi, quá tuyệt vời. Rồi bây giờ em trai đi với ai? Em tới hồi mà bữa hổm thì em có dặn em rể là đi chương trình với em. Qua là nó bệnh, cái xương sống nó nhức, đi không được. Nhà nó cũng có công việc luôn nữa. Thử ra má mày em thì già. Dạ đi ngồi xe lên đường xa đi không nổi. Tội nghiệp nhỏ không? Dạ. Thôi được, có anh lo. Dạ, nha. Dạ. Anh đại diện nhà trai luôn cho. Dạ. Được ha? Dạ. Bây giờ nè, chúc may mắn nha. Dạ. Hy vọng cái này dắt dâu về Hậu Giang nha. Dạ. Rồi, mở rào. Rồi. Có món quà cũng gửi tặng cho em. Em cũng có một cuốn sách gửi tặng cho anh. Tại em đọc nhiều lần quá cho nên nó cũ chứ không phải là tại em bỏ lâu. Rồi. Dạ cảm ơn anh. Dạ. Rồi ai bên đàn trai nói trước ha. Dạ. Rồi món người bạn trai của em là như thế nào? Dạ hồi nãy giờ em cũng có nói rồi đó anh. Tướng tá của anh gì nào có giống như mẫu người của em không á? Dạ của anh như vậy thì là quá sặc mùi đàn ông rồi. Không cần gì để nói nữa. Quá chững men rồi. Tôi còn chưa biết cái mùi đàn ông là cái mùi thì sao. Nãy giờ ở bên rào em cũng có nghe anh nói là anh làm nghề tài xế. Rồi anh có bạn nhiều không anh, đặc biệt là bạn nữ? Bạn nữ hả? Bạn nữ anh cũng có. Nhưng mà thời khoảng 25-26. Dạ. Khoảng 7-5 năm nay anh không quen ai chứ. Em thì em thích được bạn trai chiều mình á. Thí dụ em hay dọn vô cớ nhưng mà em thích bạn trai năn nỉ. Nhưng mà anh có chịu được như vậy không á? Cái năn nỉ đó quá ok còn gì nữa. Anh làm được. Chuyện nhỏ. Dạ. Tính em thì hay nói nhiều á, với hay nóng tính á, nhiều khi em nóng tính quá em có hay làm những cái hành động như là đánh cấu vào dữ lắm. Dạ. Anh có chịu được không? Đâu em qua em đánh anh thử một cái rồi. Em qua em nhéo cái đó, cái gì mà nó ẩn ẩn lên dưới cái áo đó, em qua em nhéo coi. Thôi chị, em sợ bung nút quá chị ơi. Trong đó em có một cái tấm thiệp nhỏ nhỏ em có viết trong đó. Cái đó em làm vào buổi tối á, cho nên là nó không được đẹp cho lắm. Cái đẹp hay xấu gì thôi gì anh cũng không quan trọng, quan trọng là tấm lòng của em đối với anh được rồi. Đọc lên đi, đọc lên coi là cô làm cái gì buổi tối đó. Thôi, đọc gì đi. Nhà, đọc cho chị thầm kín người ta. Không đưa ta coi thôi. Không đọc anh đọc cho. Cái tấm thiệp đẹp nè em. Dạ. Chữ duyên ha. Có những cuộc gặp gỡ chỉ là một cái duyên, có những phút chạm mặt lướt qua đời nhau cũng là cái phận. Duyên phận là cái ông trời đã từng sắp đặt và em tin rằng anh em gặp nhau cũng là một định mệnh. Được không? Ok. Thích không? Thích. Bấm dạ. Nút quất. Bấm nút ha.
mình tưởng tượng xem từ nãy giờ cái người đối diện đó có phải là người mình mong muốn hay không. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng em gái. Được rồi đó. Rồi nắm tay đi. Bắt đầu từ hôm nay các bạn đã hẹn hò với nhau, bây giờ xin nói bác một tiếng đi. Dạ con xin phép bác con hôn em. Trời ơi, chưa cho vô hôn em liền. Xin hứa rồi ta chăm sóc hay cái gì. Trời ơi. Dạ con sẽ chăm sóc em suốt đời. Rồi đây là chiếc vé xem phim cùng đặt Cine Box 212 ly chiến thắng gửi tặng các bạn. Phần quà gửi tặng cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Sài Gòn, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cần Thơ hoặc là Biên Hòa đến từ hệ thống cửa hàng dịch vụ ngày cưới Island. Đây là cặp gối của nệm cao su Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, một cái thẻ giảm giá 25% dành cho các bạn. Rồi chúc hai bạn sớm báo tin vui về chương trình nha. Nắm tay nhau. Rồi. Trời ơi, mặc áo cũng giống nhau nữa ha. Xứng đôi ghê. Chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Em là đã ly hôn cách đây 6 năm. Và con gái lớn của em năm nay là 12 tuổi. Bé Út nhỏ của em là năm nay 7 tuổi. Lấy chồng cũng sớm nha. Dạ, em lấy chồng năm 18 tuổi anh Dương. Trời ơi, ham vui sớm quá vậy cưng. Mời bạn nam. Rồi, mời các bạn. Mời bạn nữ. Rồi, bây giờ bạn nam giới thiệu về mình đi. Xin kính chào anh Linh. Dạ, chào em. Chào chị Tường. Rồi, chào bạn. Mình là Triều, Phan Trung Triều. Sinh ra này ở Tây Ninh. Tất cả này sống, chiến đấu, học tập thuộc Bình Dương. Triều làm gì? Anh như là tự do. Tự do là làm vườn, rồi chạy xe, nhà có xe dịch vụ, chạy xe. Làm vườn trồng gì? Trồng cao su, ở trên quê em là cao su. Giờ anh đang ở với ai? Em đã từng có gia đình, đã ly dị và ở mình với con. Có cháu nào chưa anh? Dạ có rồi chị Tường. Đứa 22, 14. Có su rồi đó. Có su luôn rồi. Ừ. Ủa vậy anh bao nhiêu tuổi? Đứa 22, đứa 14. Đúng rồi. Cha lớn dữ ta. Ừ, miền Nam giải phóng tôi được 5 tuổi. Vậy sinh năm 70. 70 chính xác, đúng 70. Em gái, giới thiệu đi em. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, em chào anh Quỳnh Linh, em chào quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Thì em xin giới thiệu, em tên là Tuyết Nhung, em gia đình em sinh sống tại Bình Phước, còn em thì làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là chuyên viên điều trị chăm sóc các vấn đề về da tại Thẩm mỹ viện Anh Thư. Mình là Bình Phước là chỗ nào em gái? Dạ Bình Long, Bình Phước á anh. Bình Dương lên Bình Long gần mà đúng không? 80 cây anh. À? Từ em lên tới Bình Long 80 cây. Dạ, đi được rồi. Không? Được, đường tốt, dắt xe mà đúng không? Đúng rồi. Có xe mà lo gì, tiếng đồng hồ là tới hợp nơi lý. Rồi. Em giới thiệu một chút về bản thân. Dạ. Thì em là đã ly hôn cách đây 6 năm. Em có hai con gái. Dạ, con gái lớn của em năm nay là 12 tuổi. Bé Út nhỏ của em là năm nay 7 tuổi. Rồi là con đang ở với mình hết hay sao em? Sau khi ly hôn thì em không được giành quyền nuôi tất cả hai bé. Thì bên nội nuôi một bé lớn, còn bên em là nuôi bé nhỏ. Lấy chồng cũng sớm nha. Dạ em lấy chồng năm 18 tuổi anh Quỳnh Linh. Trời ơi, ham vui sớm quá vậy cưng. Ơi em gái, em hãy nói cho bên đây biết được là em có những cái gọi là ưu điểm gì, khuyết điểm gì. Có rất là nhiều ưu điểm. Khuyết điểm của em thì chỉ có một, đó là hát không hay. Từ năm 16 tuổi em đã đi ra ngoài làm việc và sinh sống và không phụ thuộc ba mẹ. Thì em hoàn toàn tự tin về bản thân mình. Anh trai. Trời, có anh. Điểm mạnh, điểm yếu của anh là gì? Điểm mạnh của mình là vui, mà tiếp cận rất dễ, gây tiếng cười, có óc, đầu óc hài hước. Nấu ăn thì tuyệt vời rồi. Làm chồng thì nghĩ cho mình nghĩ theo mình nghĩ á, cũng tuyệt vời rồi. Nhiều tuyệt vời thế, lý do tại sao ly hôn? Mình thì hay là gãi là muốn tắt quá. Là hoặc là quá khó khăn, hoặc là nói nhiều hay lo xa. Đại khái là như vậy, người ta không thích. Đó là cái điểm yếu của mình, đó là cái lỗi của mình. Cái quan điểm sống của mình là rất chuẩn. Nhưng mà tính là trẻ trâu. Vợ em đẹp lắm, người ta đẹp quá, mình không giữ được. Sống không được, 23, 25 năm rồi. Quá lâu anh hả? Dạ đúng rồi, con 22 tuổi rồi. Như vậy là bên kia cũng đã nghe những cái khuyết điểm của anh ấy rồi đúng không? Dạ em nghe. Còn mình thì sao, em cũng có hai bé với nhau. Lý do tại sao mình phải ly hôn em mình không? Năm 18 tuổi á, thì em cưới anh thì hai người mới quen nhau 2 tháng thôi. Anh cũng lớn, anh sinh năm 74. Thì lúc đó em cũng không suy nghĩ gì hết, thì em cũng đồng ý cưới. Cưới xong thì khi mà cưới xong rồi về Hà Nội cưới một tháng sau á, thì em mới biết là anh trước đây là nghiện rồi. Chồng có nói là trước đây vậy nhưng mà giờ anh bỏ rồi. Thì em cũng chấp nhận. Sau đó thì hai vợ chồng sống với nhau
có một bé lớn, sanh bé thứ hai thì em mới nói là thôi ra riêng. Tại vì ở lúc đó là ở chung với gia đình chồng, hai vợ chồng ra buôn bán được một năm thì bắt đầu chồng em nghiện lại. Em làm buôn bán, đi lấy hàng, rồi đưa con đi học, rồi nấu cơm, tất cả mọi thứ em làm hết. Chồng em chỉ có đi chơi, ăn cơm và đánh cờ đó. Thì rất lúc đó là mình biết là như vậy rồi, mình cố gắng vì con. Mình em chỉ nói là thôi giờ anh chỉ cần anh ngoan, anh đừng có đi chơi, đừng này kia, đừng có nghiện. Chỉ cần anh như vậy thôi, em làm hết, không sao hết. Bây giờ mình bỏ qua những điều đó đi, chúng ta bắt đầu làm lại từ đầu. Rồi bây giờ nè, thôi vui lên đi em, cười lên ha. Em muốn một cái người sẽ cùng đồng hành với em trên chặng đường sắp tới như thế nào? Em muốn tìm một người thực sự chân thành và cùng chia sẻ với em cái niềm vui, niềm khó khăn, vui vui buồn trong cuộc sống. Đơn giản thế thôi ha. Anh thấy bên em đây anh cũng chân thành, thì mới nói ra tất cả điều đó, em cũng như thế. Đó là để chút thôi mình gặp nhau đi, hai người cùng cảnh ngộ. Rồi, đàn trai á, thấy đàn gái quá là xinh luôn, xinh lắm. Khi em nghe cái hoàn cảnh của anh bên này thì em cảm thấy nó có phù hợp với mình không? Em có nghe anh nói là anh sống nguyên tắc thì em cũng nguyên tắc. Em cũng có cái khó của em thì hy vọng là tại mình lớn rồi, mình đã có gia đình rồi thì mình cố gắng để chia sẻ và hiểu được nhau. Thì mình còn quá trẻ, mình phải nắm bắt cơ hội ha. Chị cũng hy vọng như vậy. Chào anh. Chào chị Tường. Dạ. Bên đây thì thực ra phụ nữ á, là ta chỉ mong muốn tìm một cái người mà người ta có thể tin tưởng. Dạ đúng rồi. Để dựa vào được. Anh có làm được điều đó không? Phụ nữ chỉ cần cho anh chỉ thật, lòng tin là được rồi. Còn bao nhiêu để anh. Nhưng mà phân nửa bên đây á, cũng đang có một con mà nhỏ hơn con anh nữa. Thì anh có ngại khi mà không sao. Rước mẹ phải rước luôn con về không ở chung không? Mình đã từng có con, mình đã đổ vỡ, thì mình ráp lại được nhau. Đó là cả một vấn đề đã phải hiểu. Tường cũng hy vọng là hai người gặp nhau sẽ cảm thông được với nhau ha. Em gái. Dạ. Em đi với ai vậy? Dạ em đi với em gái em ạ. Con chào chú Huyền Linh, con chào cô Cát Tường và chào các quý vị khán giả. Con tên là Phạm Thị Mỹ Linh, năm nay con 18 tuổi, con là em gái của chị Nhung. Dạ, theo con nhìn thấy thì anh rất là vui vẻ, hài hước. Hài lắm á, đụng rơi là anh chứ em cười bò luôn á. Dạ em nhìn em có thể thấy anh rất là hài hước. Nhưng mà đây còn hơi khiêm tốn, còn giữ mình dữ lắm đó. Anh có thể thật sự chân thành với chị em và yêu thương chị em. Thấu hiểu với lại những nỗi đau mà chị em đã chạy qua. Tại vì đã một lần đổ vỡ nên là chịu rất nhiều thiệt thòi. Vì là con gái mà. Dạ. Anh nghĩ là cái chuyện đó được. Tụi anh như anh với chị là đã đồng cảnh ngộ rồi. Cảm ơn em ha. Anh trai đi với ai? Anh đi với chị. Chào chú Quyền Linh. Chào em Cát Tường. Dạ. Chị là chị thứ tư trong gia đình của anh Triều. Triều ơi, chị thấy cái hoàn cảnh của em bên đây cũng giống như hoàn cảnh của em bên mình bên đó. Chị mong rằng sau cái buổi hôm nay thì hai em gắn khích lại nhau hơn chút nữa. Chị thấy em gái bên đây chị cũng hài lòng. Chị cũng có ý nghĩ cũng giống như em gái này, sống phải thật với nhau mới được. Điều đó là điều đáng quý nhất trong cái cuộc sống vợ chồng với nhau. Rồi, dạ, cảm ơn chị Tư. Ủa có con đi không? Có con. Dạ con chào chú Quyền Linh với cô Cát Tường. Con chào tên con là Phan Thành Nguyên. Nếu mà ba con đi bước nữa với cô kế bên kia, con thấy thế nào? Con thấy cô bên đây thì cũng đẹp, khiến con hài lòng, rất hợp với bố. Con có thể kêu cô đó bằng mẹ được không? Dạ được. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Nói trời, như đó rồi đó. Quan trọng. Mở rào. Rồi, mời hai bạn. Anh chào em. Có miếng quà tặng em. Em rất cảm ơn anh tặng món hoa cho em và món quà này. Thì thực sự thì em đã có món quà tinh thần tặng cho anh. Một bài hát. Đứng đó hát luôn, đứng đó nhìn nhau hát luôn. Người yêu của tôi ơi, coi tình ấm êm, mặc cho mưa bão răng răng giữa đời. Tình yêu của tôi ơi, yêu người mãi thôi, xin chào người ngàn lời dịu êm. Anh trai hát tặng lại đi. Cái sở trường anh là cái trống cái máy rồi. Anh hát cái trống cái máy luôn ha. Ít thôi. Anh không đi tìm người yêu lý tướng ngọc ngà, người yêu đại ca cao sang, lụa là gấm nhung vàng son. Em không đi tìm người yêu lý tướng đâu anh, ai
em không đi tìm người yêu thay đắm trăng hoa. Hết rồi, như đó thôi. Rồi hai chị trở về ngồi chỗ đi. Hai ba người về chỗ ngồi đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện. So với tuổi tác thì anh đã may mắn rồi. Anh lớn tuổi rồi, anh 49 tuổi rồi. Anh nghĩ là trong muôn ngàn đâu phải một hai người em đi cát, em biết rồi, rất nhiều người. Anh đến với em đây là cứ như là cái trang đầu, cái dòng đầu của trang đầu. Còn cả một quá trình dài lắm. Người ta thường nói là duyên nợ, nhưng mà anh không xài chữ nợ, mình xài chữ duyên. Tới hôn nhân, tới mình gặp nhau, anh cần chữ hợp. Anh với em đi tìm chữ hợp. Cái quan điểm trong hôn nhân của anh là gì? Khi nãy anh cũng nói là quan điểm hôm nay anh rất khó. Anh rất nguyên tắc. Nguyên tắc ở đây là nguyên tắc để tốt cho đôi bên thôi, chứ không phải nguyên tắc gò bó, không gia trưởng. Anh ghét gia trưởng lắm. Và em có một câu hỏi tiếp theo là, nếu như em và anh sống cùng với nhau, khi con em và con anh, thí dụ con nít mà, nó có xích mích thì khi đó thì anh sẽ giải quyết như thế nào? Con nít xích mích hay không, được hay không là do người lớn. Con em cũng như con anh, em cứ nghĩ là con em cũng như con anh và con anh cũng như em thì sẽ được. Và nó xuất phát từ sự yêu thương. Em thương anh là được hết, anh thương em là được hết. Tính anh là thích đẹp, thích trẻ, thích đẹp, lãng mạn, romantic, anh mới chịu. Yêu cái trẻ lắm, già rồi, nông dân nhưng mà thích trẻ, thích nhưng, đẹp. Nhưng mà cái đẹp nó không có theo thời gian, mai mốt em cũng già, em cũng xấu rồi sao anh? Không. Đẹp đó, nó vừa đẹp bên ngoài, vừa đẹp tinh thần của bên ngoài. Yên tâm đi đó. Em mà già anh cũng xuống lỗ rồi tôi. Quan điểm của anh là gì? Đối với em thì trong bất kể trong hôn nhân, tình yêu hay là cuộc sống, thứ nhất là sống chân thành và phải có hiếu với gia đình. Nếu như hai anh chị về ở chung một nhà với nhau thì khoản kinh tế anh có sẵn sàng giao cho chị ấy hay không? Cái đó thì hai đứa phải san sẻ. Đừng nghĩ con mày con tao là được, làm chung xây dựng chung. Bây giờ là anh em là miếng vỡ ráp lại. Cái vấn đề con rất quan trọng. Phần lớn là cái vấn đề mà bước thêm bước nữa là con rất quan trọng. Nhưng vấn đề kinh tế đó đủ. Ai sẽ là người quản lý? Tức là vợ để vợ quản lý rồi. Mình chỉ là đàn ông mà chỉ là mang tính tham khảo thôi. Nhưng mà anh nghĩ nếu chỉ cần thương là xóa được hết. Không, em thích rõ ràng cái nào ra cái đó. Cụ thể thì quan rõ điểm ra thế nào? Ví dụ tiền bạc em giữ, nhưng mà ví dụ như anh xài gì, cái đó là vấn đề rất là... Em thực sự em là rất là tế nhị. Em có thể cho anh bất cứ một cái gì đó. Em không thích một người đàn ông gia trưởng và tính toán và ích kỷ. Đúng, cái đó, anh có ghen cái chuyện đó. Đàn ông gia trưởng nói chung là không được. Nó gò bó gợi quá, nó khắt khe quá. Nhưng mà anh nguyên tắc đó, thành ra người ta nghĩ là anh gia trưởng. Tụi anh lãng mạn lắm. Nhưng mà em không lãng mạn. Em rất là thẳng tính và rất là thực tế. À, nhưng mà ví dụ như về anh sẽ tập thực. Anh thường nói là cái bản chất anh không thay đổi được, nhưng bản tính anh thay đổi được. Anh có muốn cô ấy sinh cho anh một đứa con nữa không? Thôi đi em ha. Nếu mà tính anh giờ để mình đã có con, thành con chi nữa. Nhưng mà giải thích trong nít nha. Nhưng mà người ta thường nói là đứa con nó là kết quả thăng hoa trong tình yêu. Anh nghĩ sao? Trong thâm tâm vẫn muốn có con. Thích con nít lắm, thích chăm con lắm. Em hỏi anh thôi chứ cái đó cũng là câu hỏi mà em hay suy nghĩ đó. Phía sau này. Dạ, cái lời của chị Cát Tường rất là đúng. Tại vì đứa con là kết nối tình yêu giữa hai người. Nếu như hai người không có cái sự kết nối đó thì em cảm thấy là nó sẽ... Em lại sẽ muốn sinh một bé nữa. Anh nghĩ cái đó là ưu tiên cho vợ. Đàn ông cái chuyện đó mình đỡ cực hơn đàn nữ. Nhưng mà anh để em quyết định. Anh nghĩ cũng đúng cả. Vấn đề chúng ta có đủ yêu thương với nhau để làm tất cả mọi điều còn lại hay không. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ kết thúc cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Nào, để tay nút bấm đi các anh chị. Suy nghĩ thật kỹ nha. Một, hai, ba. Hết thời gian. Mời em gái. Lý do tại sao em gái không bấm? Dạ, em thấy quan điểm của anh và em không có được giống nhau. Đó là quan điểm của mọi người. Trên sóng truyền hình sẽ có hàng triệu người đang xem anh chị. Và có người sẽ bấm cho anh, có người bấm cho em ha. Mọi người sẽ nhận một chiếc gối của nệm cao su Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam. Thật tiếc vì các bạn chưa may mắn nhận được một suất chụp hình cưới trọn gói đến từ hệ thống cửa hàng ngày cưới Allen. Rồi, chúc mừng hai anh chị sẽ sớm tìm được một nửa của mình nha. Mời khán thính giả theo dõi.